Chiều ngày 6 tháng 2 tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm phó cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh cho ông Phan Văn Vũ, chánh văn phòng Cục Hải quan Tây Ninh. Dự buổi lễ có ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bổng, cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thừa ủy quyền của Tổng cục Hải quan đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phan Văn Vũ, chánh văn phòng Cục Hải quan Tây Ninh giữ chức vụ phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy ông phạm hùng thái phó bí thư thường trực tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông phan văn vũ phó bí thư thường trực tỉnh ủy mong muốn ông phan văn vũ tiếp tục phát huy kinh nghiệm cùng với tập thể cục hải quan tây ninh xây dựng khối đoàn kết nội bộ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhất là công tác quản lý cán bộ xây dựng đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới